sự hiện hữu của trụ sở công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, làm giám đốc tại số 8 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những sai phạm của ông Nguyễn Hữu Tín trong quá trình ông làm phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Khu đất này thuộc khuôn viên của Thư viện Khoa học Tổng hợp và cũng nằm trong khu quy hoạch trung tâm 930 ha của thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2006, thành phố Hồ Chí Minh cũng có chủ trương là sẽ xây dựng Thư viện Thiếu Nhi ở khu vực này. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Tín, khu đất này bỗng nhiên trở thành văn phòng của công ty do Vũ Nhôm làm giám đốc. Lô đất vàng số 8 đường Nguyễn Trung Trực, quận 1, án ngữ vị trí hai mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực và Lý Tự Trọng. Tháng 5 năm 2012, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường là ông Đào Anh Kiệt đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 trong vòng 50 năm. Ông Nguyễn Hữu Tín lúc đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách mảng đô thị, đã cho phép công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 xây dựng khu phức hợp cao 25 tầng với diện tích là khoảng 1.300 m2. Tiếp sau đó, ông Tín và nhiều cán bộ tiếp tục tiếp tay cho Vũ Nhôm lấy luôn căn nhà liền kề khu đất số 69A đường Lý Tự Trọng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Thành. Việc làm này của Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín được người phát ngôn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho là vượt quá nhiệm vụ và thẩm quyền của thành phố, vì đây là khu đất thuộc sở hữu của các bộ ngành trung ương. Về mặt thẩm quyền thì chuyển cái địa chỉ đó từ công sản ra là giao cho đơn vị sản xuất kinh doanh, rồi sau đó chuyển sang mục đích khác như thế nào thì việc này là việc của các bộ ngành trung ương. Và cũng có cái ý kiến của cấp cao hơn nữa để hoạch định việc đó. Thì thành phố mình chỉ có hai việc thôi. Cái này tôi cũng tự tâm niệm là có hai việc gọi là trách nhiệm của thành phố. Một là quản lý quy hoạch, hai nữa là cái tham mưu thẩm định cái giá để cho các cơ quan trung ương các chỉ đưa ra những quyết định. Nhiều năm qua, khu đất vàng số 8 Nguyễn Trung Trực vẫn bị bỏ hoang. Đầu năm 2018, Thư viện Khoa học Tổng hợp đã gửi văn bản đến Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị thu hồi để xây dựng Thư viện Thiếu Nhi như chủ trương ban đầu của thành phố. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa nhận được ý kiến chính thức từ phía chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Một khu đất khác ở số 15 đường Thi Sách, quận 1, diện tích hơn 2.300 m2 cũng rơi vào tay công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ Nhôm. Nhờ vào các văn bản của ông Nguyễn Hữu Tín và ông Đào Anh Kiệt ký, rồi đạn tháng 6 năm 2015, ông Kiệt với cương vị là giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường ký văn bản đề xuất cho công ty của Vũ Nhôm thuê lô đất 15 đường Thi Sách trong thời hạn 50 năm. Người duyệt đề xuất này chính là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Tín. À, đây là vụ án trọng điểm của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương chỉ đạo. Dự án khác như thế nào đó thì cái quá trình điều tra nó sẽ có cái phát sinh thêm, thì cái này mình chờ chứ còn giờ mình đâu có biết. Liên tiếp nhiều khu đất vàng của Thành phố Hồ Chí Minh đã được nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín giao cho Vũ Nhôm, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Ngay sau khi có quyết định khởi tố, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà của ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt cùng hai cán bộ khác của Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan những sai phạm tại các dự án của Vũ Nhôm.